mong muốn em nội đồng ý. Nó muốn cái gì mới được tôi. Đó là vấn đề con sẽ đi chuyển giới. Chuyển giới là không, không bao giờ. Không có chuyện đó, tôi không chịu rồi. Chuyển giới rồi á, sau này khổ lắm. Nội con nuôi con từ đó tới giờ, từ 3 tháng tới bây giờ, con biết chưa. Nội có khổ lắm. Nội nuôi con tới bây giờ á. Nội năm nay 82 tuổi rồi, biết sắp sửa đi về trời á. Nhân vật đặc biệt của chúng ta hôm nay là bạn Phạm Phương Toàn. Tên thường gọi ở nhà là bạn Phạm Phương, 24 tuổi. Phương hiện đang là ca sĩ của đoàn Loto Hương Nam. Phương hiện sống cùng bà nội trong một căn nhà nhỏ trên đường Trần Quang Khải, quận Nhất. Bận rộn với công việc diễn xuất, biểu diễn và tập luyện, nhưng Phương luôn dành cho bà những tình cảm và yêu thương. Xin được mời quý khán giả hãy cùng theo chân MC Miko Lan Trinh đến thăm cuộc sống của hai bà cháu Phương như thế nào nhé. Dạ, cho con hỏi là trước giờ bà có thấy em đi diễn, bà thấy em trên TV chưa? Có coi TV thấy em chưa? Cũng có thấy gì. Coi xong rồi thấy sao? Thấy thì nó đẹp vậy thôi. Nó giả gái rồi nó đẹp. Bình thường bà có thấy em đẹp không? Đẹp, vì má nó hồi xưa nó cũng đẹp lắm cô. Má nó là tóc dài tới đây, mặt chữ điền đó, con biết rồi. Đàn bà mà mặt chữ điền đó đẹp lắm. Đàn bà mặt chữ điền nhìn mạnh mẽ hả? Mạnh mẽ mà đẹp gái đó, mảnh mai đó. Em có nhớ hình ảnh của mẹ em không? Không. Nó có cái hình ảnh bà nó với má nó chụp chung thôi. Chứ nó không có thấy mình còn nhỏ lắm đó cô. Nhưng mà hồi đó là sao ạ? Hồi đó tại hai ông bà tôi cũng không hiểu sao mà hai đứa nó giận nhau. Cũng thương nhau lắm. Tôi đâu có cứ hỏi gì đâu. Thì hai đứa thương nhau lấy nhau thôi. Sanh mới có 3 tháng cái nó bỏ đi. Rồi hiện tại bây giờ ba mẹ em? Ba là mất rồi. Ba nó mất rồi. Ừ, còn mẹ bây giờ nói chung là giờ cũng nói chung là kiểu như là cũng mất rồi. Thì biệt vô âm tính là không biết tìm ở đâu á. Ba em mất hồi em mấy tuổi? Em nhớ là hồi học lớp 2. Cũng lâu rồi. Cũng lâu. Lâu lắm rồi. Còn với mẹ em là em có giận không? Đối với em là không tồn tại. Sau này em lớn em ra xã hội, em đi làm việc hay là em giúp rất là nhiều những mảnh đời khác. Em thấy cái tình một tự đó cũng người ta thiên liêng. Có lời một lần nữa lại đây bắt bà nội bà ngoại bắt về. Ba nó không cho. Hồi đó ba nó còn sống. Ba nó nói thôi muốn lấy chồng lấy đi. Còn tôi con tôi nuôi. Vài năm sau rồi ba nó bệnh ba nó chết. Từ đó trở đi là cũng không? Không, không có liên lạc gì hết. Không gặp. Không có lập má nó luôn, tới giờ bà ngoại nó cũng không có luôn. Nếu như mà em nghĩ là em lên TV càng nhiều hơn, hình ảnh của em mọi người biết đến nhiều hơn. Em nghĩ là mẹ em có biết đây là con trai mình? Không, em nghĩ là không. Từ nhỏ đến lớn đến giờ là không về thăm đến cả một lần. Thì làm sao mà biết mặt? Cô biết làm sao mà còn nhớ mặt con mình nữa đây? Là nó ở Đầm Sen á. Má nó lấy chồng Đài Loan, gặp thứ hai đó. Nhỏ nó nói má nó tình học. Ông sao em không về thăm con em? Chị hai về nói với má là em bỏ một tí luôn, là bỏ thằng này luôn. Còn bà ngoại thì? Bà ngoại thì không biết ở đâu. Không liên lạc. Nói chung liên là lạc. Bên ngoài là không hoàn toàn có liên lạc gì hết. Vậy hồi xưa hai bà cháu là nuôi nhau, ở với nhau? Ở nhau. Chứ cũng nói nào ngay tôi thì già rồi, tôi có làm gì ra tiền. Thì cũng nhờ mấy cô nó cho cái này một chút. Bác nó cho cô nó cho tiền nữa để mua sữa. Hai bà cháu ở với nhau, nuôi nhau như vậy là được các cô giúp, có thời gian nào khó khăn không? Có nuôi thì cũng có nuôi, cũng có vô bệnh viện rồi này kia chút đỉnh. Nhưng mà tôi thì nói nặng ngay, tiền bạc không có nhiều. Rồi bận chút rồi cô nó cho anh chút. Lúc đó bà nó có đi làm đau chứ. Có đó, có đi làm. Tôi mới nghỉ chừng một năm nay thôi. Làm gì ạ? À? Đi bưng củ tiếu này kia, rửa chén rửa này rửa kia cho người ta đó. Chứ mình đâu có làm chuyện gì nặng quá. Ừ, bây giờ chừng Toàn đó mà có tiền chút đỉnh rồi nó biểu tôi nghỉ đi. Nội giờ lớn tuổi rồi, nội bận hoài cũng vậy thôi. Em tìm được tiền lần đầu tiên là mấy tuổi? Em lúc đó như là em khoảng 15 sao. Wow, lúc đó mình làm gì ra tiền? Trước em có phụ trách bên nhà thiếu nhi, xong rồi cộng tác bên đội tuyển sân ca của nhà thiếu nhi. Thì những cái tiền về giờ dựng bài rồi đi múa đi hát này từ ngày xưa là đã có tiền rồi. Nó tự anh tự diễn rồi. Nó tự anh tự diễn mình anh nói. Giờ tôi đâu có già rồi, tôi đâu có hoạt động gì cho nó được cái gì đấy. Mà bà có phải là người hướng em đi theo văn nghệ hay là tự em? Không, tự em. Dạ. Em thích, em muốn làm gì em làm. Bà không có bè ép. Hồi nhỏ em có hay đóng giả với nhân vật rồi diễn hát cho bà coi? Trang ơi, đi vô trong trường học đó nghe,
là Trần Văn Ơn với Trần Văn Khải này là đứng số 1 á. Văn nghệ phải không? Ừ, văn nghệ. Tự hào lắm, mấy cô đó bây giờ còn nhắc nữa đó. Cái đó là lúc em ngoan, còn có lúc nào trong quá trình lớn lên rồi em cãi lời bà làm bà buồn không? Cũng có chút đỉnh chứ cô. Làm gì khỏi. Bà có nhớ không? Ừ. Nhớ, nhớ lúc nào? Ngủ nghịch thì mình rầy nó vậy thôi. Em nhớ là lúc đó là học cấp 3. Lúc đó là lớn rồi. Em xin đi chơi là không cho đi. Đức biết một mực là không cho đi tại vì giữ, nhưng mà giữ cháu dữ lắm mà. Tiền em mà em kiếm được rồi, tự em quyết định được không cho đi. Trong những khoảng thời gian đó là em đi mấy tháng trời mới về tới nhà. Bỏ nhà. Bỏ nhà đi luôn mấy tháng trời. Trời ơi, bà ở nhà có khóc có buồn có lo gì? Có buồn có đi kiếm. Đi kiếm thì bữa sao giờ. Cũng một thời tuổi trẻ hoang dại ha. Rồi về có ân hận không? Có, ân hận một khoảng thời gian cũng dài. Mình sẽ từ từ tìm hiểu về Phương hay là con tên khác là Toàn sau đi. Còn bây giờ là Miko đang muốn biết là hình ảnh của Tý trong mắt bà là ngoại hình sao, sở thích em sao, tính tình em sao. Nó thì nó cũng quảng đại với tôi lắm. Quảng đại? Quảng đại là cũng như thể là nó thương tôi, nó quý tôi. Dạ. Nó đủ thứ tôi hết á. Rồi chăm sóc bà sao? Chăm sóc bà cũng được. Như lúc trước tôi cũng đi vô nhà thương nằm ít từng lễ, nó cũng chạy vô chạy ra. Nó không có thì giờ đi vô trống tâm á. Dạ. Thì nó đâu có ở tôi được. Anh là mấy cô nó, nhờ mấy cô nó nữa. Hai bà cháu có hay tâm sự kể cho nhau nghe chuyện này chuyện kia? Có chứ, có kể hoài. Kể nói đó ba con sao, má con sao. Kể đủ thứ hết trơn. Nó gặp cho người đó vậy giúp đỡ cho con vậy đó. Bà có thấy ai mà em quen mà bà thấy không tốt, bà không muốn cho quen? Đúng sự thật, đúng. Cái nào không muốn là tôi nói cái đó bà không thích đâu, con đừng làm không có tốt. Xong em có dẫn ai về giới thiệu với bà đây bạn con này nọ? Có chứ, nhiều khi nó cũng dẫn bạn nó về đây hoài chứ. Con trai hay con gái? Con trai cũng có, con gái cũng có. Con gái là bạn thân hả? Ừ, bạn thân. Còn mấy con trai dẫn về giới thiệu bà sao? Người yêu. Rồi bà nghe vậy bà nghĩ sao? Bà thấy lạ không? Thấy hơi lạ, nhưng mà cũng rầy chứ. Cũng rầy, cũng nói chứ. Vậy không có tốt đâu, con đừng làm vậy. Hồi nhỏ giờ bà có đánh em thế nào? Có, nói chung là cũng đánh, cũng hư lì đánh nhiều lắm. Đánh là hồi nhỏ đó kìa. Chứ bây giờ không có. Tại cái tờ đó hay đi tò mò, kiểu mình thích đi chơi khuya. Là cứ ai đủ đi là đi à. Đó, về nhà bị ăn đập. Có bao giờ hai bà cháu ngồi tâm sự mà khóc với nhau không? Có chứ, có khi cũng khóc quá chừng luôn. Nhiều khi nó nói nó không có bước nghe đó. Cái mình cũng tức giận, mình cũng khóc chứ. Bà thấy em giả gái nè. Bởi vì cái phần số của nó như vậy rồi, phải chịu như vậy thôi. Bây giờ không có ép buộc nó được. Tôi không bao giờ tôi ép buộc đứa nào hết trơn. Bà biết em Tý có xu hướng đặc biệt từ lúc nào, từ lúc em mấy tuổi? Từ nó học ở trường Trần Văn Khải đó. Sao vậy bà? Thì nó vô trường nó vừa hay múa hát. Mấy cổ khen lắm á. Mấy cô giáo khen sao bà? Thì mấy cô giáo nói chắc nó có phiếu lắm đó. Giữa sao cho nó học cái nghề đó đi bà. Vậy đó. Ngày xưa là theo xu hướng dancer trước, xong mới chuyển sang hướng ca sĩ. Nhưng mà nó có liên quan gì tới chuyện là bà nghĩ là em không phải là con trai hoàn toàn bình thường như một người con trai khác? Dạ gái chứ cũng tính là nó cũng như là con trai vậy thôi. Còn em về em giải thích cho bà nghe. Em nói là cái giới tính của em đã là như vậy rồi, đã là giới tính thứ ba rồi, em có xu hướng chuyển giới nữ. Và trong bản thân em cũng có kiểu là em muốn chuyển đổi thành hoàn toàn là con gái. Bà nghe vậy bà thấy được không? Bà thấy đồng ý không? Thấy thì cũng đồng ý, nhưng mà cái chuyển giới là không được. Không cho. Không đi thể làng rồi sửa rồi này kia. Thôi cũng chịu. Bà thì vẫn luôn dịu dàng với em. Đúng. Bà không đặt cái áp lực lên em. Nhưng mà cái quan trọng nhất của một người trong gia đình là gì? Đó là quan tâm lo lắng cho nhau. Bà ơi, con cảm ơn bà đã trò chuyện với con. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chị để ý nãy giờ chị thấy mặt em có nét khó. Cái này là cái nét tự nhiên trên mặt mình hay là tính của mình khó thiệt? Gương mặt em mình nói chung là người ta nhìn vô người ta sẽ nói thứ nhất là chảnh, cái hai là khó chịu. Cái thứ ba là khó gần. Con người của em cũng nói chung là cũng khó khăn trong nhiều vấn đề lắm. Từ nhỏ có ai ăn hiếp em, bắt nạt em gì nọ? Có chị, rất là nói chung là cũng bạn bè kiểu đi học đi kia nọ thì cứ lấy lấy xong mình đánh lại thôi. Đánh nhau luôn? Hồi nhỏ đánh nhau nhiều không? Có một trận đánh nhau lớn nhất là em bị đình chỉ học 3 ngày.
Mình nhận thấy mình khác biệt với bạn bè bình thường á là từ cái gì, là từ lúc nào? Thứ nhất là sự khác biệt là tính cách nè, cách ăn nói nè, kể cả cách mình đi lại mình cũng đã thấy khác người ta rồi. Nó như thế nào? Kiểu như mà mình trong vai trò của mình là một người con gái, nhưng mà mình muốn mình là một người con gái mạnh mẽ, mình vẫn chơi những trò chơi của con trai. Ví dụ như tôi thấy ba như em đi, thay vì mấy đứa đó coi búp bê, chơi búp bê hay là chơi đồ hàng, em đây không, em biết tê đó anh, chung là những trò bạo lực của con trai. Dạ sao lạ vậy? Nhưng sao mình trong đi? Một vai trò em là một đứa con gái trong cái nhóm bạn đó, muốn được nguyên một đám bảo vệ em. Có nghĩa là muốn làm con gái, nhưng mà thuật ngữ bây giờ là không phải muốn làm bánh bèo. Đúng. Không có muốn yếu điệu. Đúng rồi. Kiểu là mình phải có cá tính riêng của mình đó. Có nghĩa là đi sâu vô, có là cái sự mong muốn nó còn rất là cụ thể hơn bình thường nữa. Có nhiều bạn là yếu điệu hẳn luôn. Đúng rồi. Thì cần dễ nhận ra. Vậy thì tại sao em có thể xác định được là... Em xác định lúc đó em là con gái thì lúc em học cấp 2. Trong một khoảng thời gian em bị trầm cảm nặng về vấn đề là bây giờ mình muốn chuyển đổi giới tính hay không. Từ cấp 2 là đã nghĩ tới rồi. Đúng. Có người nào ảnh hưởng tới em hay là tự mình tìm hiểu? Nói chung là tự em tìm hiểu nhiều về vấn đề đó. Tham gia một số về bên mảng cộng đồng của LGBT. Về những cái hội nghị, về những kiến nghị về người chuyển giới. Tham gia những cái hội trại đó thì em mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề là chuyển đổi giới tính như thế nào. Cấp 2 em đã đi lén đi chích hormone rồi. Cấp 2 là đã trầm cảm. Đúng rồi, mình đang đặt chấm hỏi là mình đang là cái gì đây. Mình làm con gái xong, rồi gia đình mình sao, bà nội mình sao. Mình làm con gái xong, mình có được hạnh phúc hay không. Em đã coi qua nhiều phim tài liệu về chuyển giới. Cuộc đời người ta rất khổ. Thì mình liệu mình có liệu lặp lại cái phận đời đó hay không. Rối lắm, nó chả biết làm gì hết. Khoảng thời gian đó là em bỏ nhà đi đó. Có tâm sự với ai không? Không. Có nghĩa là người ta không biết được sâu thẳm trong lòng em là cái vấn đề đó. Thì em có đi nha, qua nhà mẹ nuôi của em ở là ở bên quận 8 á. Mẹ nuôi cũng khuyên là bây giờ con đi như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nội. Thì con thôi con quay về đi. Bây giờ cái quan trọng nhất là con biết con muốn cái gì. Sau đó quay về và quyết định ngưng xài hormone một thời gian. Đúng, cái kiểu là chuyển đổi muốn thành một người con trai bình thường. À, muốn về lại. Đúng rồi. Cho đỡ rắc rối hả? Cho đỡ rắc rối nhưng không được bao lâu. Tại vì cái khát khao làm con gái của mình nó mãnh liệt hơn rất nhiều thứ. Khát khao mình là mình có nhiều ca sĩ diễn giới nữ cũng thành công. Tại sao mình có tố chất mình không đạt được như vậy? Rồi, cái đó thì chị hiểu. Đó cũng là một phần tham vọng của em trong việc chuyển đổi giới tính. Lúc nãy nói chuyện với nội thì chị cũng thấy là nội không thích, nhưng mà có vẻ cũng không phải là ngăn cản quyết liệt. Cũng phải là ngăn cản. Nhưng mà em vẫn chưa có đi đến một cái quyết định mạnh mẽ đó là vì lý do gì? Em sợ khi mà em chuyển đổi giới tính về thì nội sẽ bị một cú sốc. Là vẫn lo cho sức khỏe của nội. Đúng. Đó là điều lo ngại đầu tiên của em. Khi em làm bất cứ một cái gì, kể cả việc em đi sửa hay là em thẩm mỹ lại mặt. Em đã từng sửa những cái bộ phận trên người của em rồi. Thì khi đó thái độ của nội như thế nào? Ban đầu thì cũng không có đồng ý cho lắm. Có nhiêu để vậy đi, sửa làm gì. Em có nghĩ tới cái lúc mà em làm nhiều khi về nhưng mà nội không thấy không? Nội không biết không? Chắc em nghĩ là không đâu. Nội biết, tại vì hai bà cháu ở là ngủ chung nữa mà. Còn những cái mạng khác thì em thấy bây giờ nó đã ổn định chưa? Em đi theo con đường mà ca sĩ hát lô tô cũng mới đây thôi. Lúc trước là em theo đuổi dòng nhạc pop ballad, liền hát phòng trà. Nhưng mà em cảm thấy là nó bị tù túng. Khi đến với nghệ thuật lô tô thì chị em trong đoàn đều giúp nhau. Họ có một sự cởi mở, cái gì cũng giúp nhau hết. Từ những món make up nhỏ nhất cho đến là những bộ áo dài. Khi mà em bước lên sân khấu lô tô là em nhận lại rất nhiều thứ. Khán giả, tình yêu thương. Và kể cả việc em chăm lo cho gia đình cũng được nâng thêm một tầm mới. Thì tại sao mình không biết là phát triển và gìn giữ nó nhiều hơn. Rồi bây giờ mình nói qua một cái mảng khác nữa là chuyện tình cảm. Thấy em khó như vậy thì không biết là cái người mà đáp ứng được những cái đòi hỏi của em trong chuyện tình cảm thì họ phải như thế nào. Em không cần gọi là cần một người để là quan tâm em 100% 24/24 giờ. Cái quan trọng là khi mà ở lại với nhau á, họ có nghĩ cho mình là trong mắt người ta. Em gặp người đó chưa? Rồi thì cũng có rồi, nhưng mà người đó cũng đi xa. Cũng là sao ta? Em mất. Lâu chưa em? Lâu, cũng 3 năm rưỡi. Nói chung là người đó là thương em nhất. Từ đó tới giờ thì mình đã nguôi ngoai vết thương lòng
và có người khác chưa? Chưa được, tại vì cái bóng của người đó quá lớn. Vậy thì hiện tại là mình chỉ tập trung chủ yếu vào công việc của mình thôi. Tập trung chủ yếu vào công việc cho nội. Bình thường một ngày của em là làm cái gì? Bình thường ngày sáng dậy là sẽ đi chợ lo đồ ăn ở nhà, xong rồi bắt đầu đi tập hát, chiều lại bắt đầu make up đi show. Đi show giờ nhiều không? Một ngày ít nhất hơn 2-3 show sự kiện. Một ngày 2-3 show là cuối tuần hay là ngày nào? Ngày nào cũng vậy. Wow, là đi với đoàn thôi? Dạ, đi với đoàn. Bây giờ mình ghé qua cái chỗ mà em sẽ hát đi. Bây giờ em có lịch tập hay là lịch diễn gì không? Có, hiện tại em nhóm đang tập bài cho chương trình ngày mai. Miko đang được ngồi kế chị Bibi Phụng của đoàn Lotto Hương Nam. Dạ chị có nhớ là chị làm việc với Phương được bao nhiêu lâu rồi không? Chị thì đi hát lâu, nhưng mà vô Hương Nam thì lúc đó là tháng 9. Dạ. Cho đến bây giờ hai chị em đi, khi đó từ lúc đó là mới biết Phương. À là chị vô sau? Chị vô sau. À rồi, cái nét đầu tiên của Phương là mọi người nhìn vô là nghĩ là chảnh. Đúng. Thì hồi đó chị có người, đúng hả chị? Đúng. Không, mà thật sự là chắc là Phụng cũng nói chuyện với Phương nhiều nhất. Vậy hả chị? Chị thấy em ấy như thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì Phương nó lạnh lạnh, gọi là bé đơ mà. Cho nên cho nên có cười hay là không cười, có cảm xúc không cảm xúc, không bao giờ ai biết được đâu. Nhưng mà trong tâm hồn thì chị thấy em chắc chắn là rất là cần tình cảm. Vậy Phương là có một mình với là bà nội. Dạ. Nhã có nhớ những cái hình ảnh những ngày đầu mà làm việc với Phương thì Phương là người như thế nào? Ngày đầu mà Phương mới vô á thì chưa có hòa nhập được với tập thể, cái tôi của bạn còn cao. Ví dụ như cái bài nhạc đó là bắt buộc phải mặc áo dài thì bạn lại thích mặc đầm, tức là bạn vẫn mặc theo ý bạn. Sau buổi show đó mọi người họp lại thì bạn mới rút ra được là mình nên áo dài để cho phù hợp với lại cái lời của bài hát. Rồi. Với cái dòng nhạc. Nhưng mà sau thời gian khoảng 1 tháng 2 tháng thì bạn bắt đầu hòa nhập được với tập thể, bạn biết cái nào nên và cái nào không nên. Rồi bây giờ bạn ấy như thế nào? Bây giờ là đẹp rồi, chỉnh chu rồi, biết theo chủ đề rồi, chịu mặc áo dài. Đây là trưởng đoàn Su Su. Bạn Phương là đã tham gia vào đoàn của mình được bao nhiêu lâu? Trước kia khi mà Su Su làm nhóm kịch thì cũng đã từng gặp bạn Phương, từng biết bạn Phương là hát cái giọng rất là cao. Lúc đó thật sự mình rất là thích Phương, là một cái nhân tố cũng như là một cái màu sắc rất là lạ cho Hương Nam. Để bà nội hiểu hơn về công việc và suy nghĩ thực sự của Phương, chương trình quyết định sắp xếp để cho bà được theo dõi một cách bí mật buổi tập của Phương và cuộc trò chuyện với Miko Lan Trinh. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bà nòn xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ trong nắng trong mờ. Ngày nào tiếc ngưng ba em, mưa ngày nào vẫn lấp sao đêm, cho nhau ngày nào óc bước môi mềm. Biết mấy tình yêu yêu nhau trong đình, dẫu có điêu linh xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Hay tập mọi người chia câu như làm chị nhớ hồi trước được biểu diễn như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân em thì là em thấy mình phát triển trong sự nghiệp nó sẽ làm sao? Về bản thân em thì nói chung là em phải bồi dưỡng vốn liếng về cả giọng hát, về cả kỹ thuật, về cả cách biểu diễn.
mình không được thể nào mình là một người nghệ sĩ chỉ có một màu. À vậy mình hả? Phải đa năng lên nữa. À, mọi người cũng có nhắc là thời kỳ đầu thôi, còn bây giờ hết rồi. Thời kỳ đầu là em có khoảng thời gian khó hòa nhập với đời. Em có nhớ lúc đó nó làm sao không? Trước em chỉ đi con đường theo con đường solo, chứ em không có kiểu như là đi chung với một nhóm nào hay là hoạt động chung với nhóm nào hết. Cho nên là khi mà bước vào đoàn á, thì cũng có nhiều trở ngại và khó khăn. Kiểu như mình sống từ lập quen á, mình ít khi nào để người ta góp ý mình nhiều quá. Bây giờ khác rồi, có nghĩa là mọi người hiểu tính nhau rồi, hay là em là đã có thể mở lòng được với mọi người rồi? Hiểu nhau cũng có, và mở lòng ra với mọi người hơn, nhiều hơn cũng có. Hiện tại bây giờ thì với nhóm Hương Nam thì em đã mở lòng hết rồi. Đó là một gia đình thứ hai của em. Vậy là những gì mà ở nhà em không kể được với bà thì em sẽ nói với mọi người ở trong đời. Em có hy vọng là bà của mình, người nuôi dưỡng mình, cũng hiểu mình, cũng thấu hiểu mình giống như là các chị em trong đoàn không? Mong muốn thì bà hiểu cho mình một chút nữa. Đừng có khó khăn quá về cái việc mà giới tính như thế nào. Khó đúng không? Ví dụ như là Phương đi, nghe một cái câu như thôi đừng chuyển giới con, bà cũng thích. Bị hụt hẫng. Hồi nãy trong quán cà phê Phương cũng có tâm sự nhiều là Phương muốn được là chính mình, nhưng mà bây giờ tất cả là phụ thuộc vào bà thôi đúng không? Ừ, chính xác. Còn về phần tiền bạc, về phần sức khỏe, về phần tâm lý là đã ổn định hết đã rồi. Đã ổn định hết rồi. Ừ. Vậy nếu như có một ước mơ thì em muốn là bà sẽ nói gì với em? Nếu mà có một điều ước á, thì em sẽ ước là bà hiểu, bà cho phép, và một ngày nào đó bà sẽ nói là bây giờ con đi chuyển giới đi, bà chấp nhận hết. Bây giờ con đi chuyển giới đi, bà chấp nhận hết. Em với hình hài mới thì bà sẽ không bị sốc. Đúng. Nhưng mà hồi nãy lúc mà chị gặp bà em á, thì em cũng có kể là có nhiều lúc hai bà cháu đã tâm sự với nhau rồi. Ừ. Nhưng mà cái mấu chốt hình như bây giờ chưa. Có nhiều lúc tâm sự, nhưng mà tâm sự về những chuyện vui. Còn về mà vấn đề tâm sinh lý hay là những vấn đề về yêu đương, chắc chắn là em sẽ không tâm sự với bà. Có thể cứ nhiều khi em nói ra rồi bà cảm thấy khó chịu. Hiện tại bây giờ có cái nỗi buồn nào mà em cảm thấy là mình không thể tâm sự được với bà? Nỗi buồn thì chỉ có một, là vấn đề chuyển giới hết. Tại sao cái việc bà đồng ý hay không nó lại làm cho em buồn dữ vậy? Cái quan trọng thì em sống với bà từ nhỏ đến lớn, bà cũng là một nguồn cảm hứng để cho em làm nghệ thuật. Nếu như mà cảm thấy bà mình không thích những điều đó thì em cũng không muốn làm. Nếu bây giờ em sống trên cuộc đời của em và em sống trên ước mơ của em thì bà sẽ còn hay không? Lúc đó bà bị đột ngột và sốc cái gì đó là đi, thì lúc đó em còn níu giữ được cái gì đó hay không? Là mình không dám liều. Đúng rồi, không dám liều. Thực sự nếu mình có được giới tính mà mình mất đi một người bà từ nhỏ đến lớn, mình đã cùng ăn rồi cùng chịu khổ rồi cùng trải qua tất cả những buồn vui, thì mình không đáng. Có người lựa chọn là cứ làm đi rồi giấu được tới đâu hay tới đó, rồi từ 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 từ. Không nỡ thấy mà buồn khóc hay gì đó. Khi mà bà em buồn, em không biết không? Biết. Bà thường sao? Chúng là lũi củi hay lên lầu nằm giỏng gì đó, nằm mệt. Không có chuyện nha, ai cũng không có coi tivi hay có gì. Xót tội lắm. Nói chung là cuộc sống của em từ đó nhờ bà với em cũng không có sung sướng gì. Trải qua rất là nhiều thứ. Ngủ ngoài đường rồi, nói chung là nhặt vé chai rồi khắp nơi gì đó, đi bán vé số, làm đủ mọi ngành nghề ở ngoài hết. Ồ, cái đó chị chưa biết, em kể thêm một xíu được không? Ngày xưa thì nhà cũng khổ, khi ông nội bà mới vừa mất xong á, thì bắt đầu nhà bắt đầu sụp đổ. Không có còn kinh tế nhiều như ngày trước nữa. Thì bắt đầu hai bà cháu mới là bươn chải bán hủ tiếu ngoài Hồ Thị Kỷ á. Rồi xong rồi cái bị người ta đánh, người ta đuổi đi, rồi cái ở ngoài đường. Nhà đó thì bây giờ là không có về được, tại vì lúc đó là đang thiếu nợ người ta, không dám về. Sau đó là em lớn lên, em học cấp 1, cấp 2 thì nói chung là cũng biết hiểu chuyện. Thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu, mình mới đi học tất cả các ngành nghề, ví dụ như pha chế, nấu ăn, bếp. Mình cảm thấy bây giờ mình yêu thích môn nghệ thuật này quá. Mà bắt đầu mình đi học đỡm, theo đuổi những cái anh chị đi trước, xin vào. Đó. Học hát. Học tập hát. Hướng theo con đường. Còn cái khoản nợ của gia đình thì lúc nào là trả được? Lúc nào là mình được về nhà mình ở? Khoảng cũng 5 năm đó. 5 năm sống ngoài đường. Dạ. Nhặt ve chai rồi. Nói chung là hai bà cháu tự bươn chải trả cục nợ đó. Bây giờ là về những ngày tháng này thì thấy bà là có một cuộc sống là khá là yên ổn hơn ngày xưa rồi. Và không muốn mình là tác nhân làm cho bà đau khổ nữa. Đúng. Bà em nói là cũng ít coi chương trình, nhưng mà cũng là có. Có coi. Ừ. Để gửi lời đến bà thì em có muốn nói gì không? Em chỉ muốn nói một câu thôi là bà ơi, bà cố giữ gìn sức khỏe để có thể ở được với cháu bao nhiêu năm hay là bao nhiêu tháng nữa thì cũng được. Em không có mong gì thêm hết, em chỉ mong sức khỏe thôi.
chị thay mặt chương trình Real Life Sống Thật cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi đến cho Phương. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn chị cũng như là chương trình đã tạo điều kiện cho em có thể kể ra được những câu chuyện của mình, kể ra được cuộc sống của mình một ngày nó như thế nào, để cho khán giả cũng như là những người mà luôn tin yêu em đều biết được những câu chuyện này. Ok, bây giờ là quà của em nha. Rồi, đứng lên nè. Rồi, mời em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đây là lần đầu tiên Phương được bà tổ chức sinh nhật cho. Mọi tình cảm của bà đều dành cho cháu. Nhưng liệu rằng ước mơ của Phương có được bà chấp nhận? Chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên Phương nhận được từ chính nội của mình và cách bà tạo bất ngờ cho Phương đã làm tất cả mọi người có mặt đều rơi nước mắt. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và dạt dào tình cảm của hai bà cháu dành cho nhau. Có gì đâu không? Đúng rồi. Bà nội con nuôi con từ đó tới giờ, từ 3 tháng tới bây giờ, con biết chưa? Bà nội có khổ lắm. Bà nội nuôi con tới bây giờ nha. Bà nội năm nay 82 tuổi rồi, đâu phải còn nhỏ, không biết sắp sửa đi về trời. Cha mẹ cũng không còn. Mấy cô mấy cậu đây cũng thương con á. Con cảm ơn nội. Nội giữ gìn sức khỏe nữa ở với con nha. Không có bao nhiêu tháng ngày nữa ở bên con nữa hết trơn á. Nên bây giờ gắng giữ sức khỏe nha. Dạ. Mấy nội cảm ơn con. Con có mình con... nội đâu nhá. Hồi nãy tới giờ em có tâm sự á, con không biết là nội có nghe được không? Có nghe. Dạ rồi nội nghĩ sao? Không nghĩ sao á, bây giờ cũng cầu cho cháu nó tấn tới rồi, vui vẻ rồi, mình nhắm mắt cũng vừa, không có gì hết. Nhưng mà em không có muốn nội nhắm mắt. Tất cả mọi chuyện em ấy đều làm là vì nội hết, là sống tốt. Nhưng mà có một chuyện duy nhất đó là cuộc đời của em ấy quyết định, nhưng mà em mong muốn em nội đồng ý. Nó muốn cái gì mới được tôi. Đó là vấn đề con sẽ đi chuyển giới. Chuyển giới là không, không bao giờ. Không có chuyện đó, tôi không chịu rồi. Nó làm cái gì thì nó làm, nhưng mà cái chuyển giới là tôi còn dứt khoát là không chịu. Gia đình không có đứa nào, không có người nào chịu hết. Chuyển giới tôi cũng đồng ý cho nó bằng an. Nhưng mà chuyển giới rồi đó, sau này khổ lắm. Tôi biết tôi sống tới giờ đó rồi, tôi biết chừng nó đau, nó ốm rồi, tôi cũng phải nuôi nó. Tôi không bao giờ cho nó đâu. Còn nếu mà nó chuyển giới thì nó đừng nhìn tôi. Thôi giờ bỏ qua chuyện đó à. Nhưng mà bà rất là thương Phương đúng không? Đúng. Mình có cái gì thì mình hạnh phúc với điều đó. Mình hạnh phúc với tình thương của bà dành cho mình và sức khỏe của bà. Bà phải hứa với tụi con là bà sống khỏe mạnh và vui vẻ nha. Dạ. Tôi nói thiệt với con, thường ngày á, nó cho tôi tiền chút đỉnh, tôi cũng mừng, rất là mừng. Mừng rất là mừng, bây giờ cháu nó nên người. Thôi con hiểu rồi. Tình cảm của nội là dành cho Phương là rất là nhiều. Đúng rồi. Tí rất là nhiều. Dạ con cảm ơn nội. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ nhưng mà cũng đừng có giận nữa nha. Có không, giận không, gì không? Giận không. Rồi từ từ ha, thời gian ha. Tuy rằng bà một mực không đồng ý cho cháu trai mình đi chuyển giới, nhưng ai cũng hiểu rằng vì bà thương Phương, lo cho Phương, liệu khi bà mất sẽ ra sao. Đây là sự dây dứt rất lớn của bà. Và việc chuyển giới để sống thật với con người của Phương vẫn cần chờ thời gian. Chúc đi, chúc đi, chuyển đầu chúc trước đi. Chúc đúng rồi. Thì xin chúc cho Phương có thật nhiều sức khỏe, công việc thì thuận lợi để mà có thể cùng với bà nội có một cuộc sống thiệt là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn cháu nha. Chúc cho cô Tí chúc cho cô Tí sẽ gắn bó với Phương Nam hoài hoài vậy đó. Và sẽ còn hát hay hơn nữa.